Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Trương Speaker. Trong video hôm nay tiếp tục Nhật xin phép được cập nhật đến cho các anh thêm một mẫu âm ly cao cấp và gần như là đầu bảng nữa đến từ thương hiệu Denon, đó là con BMA SA11. Thì trong video này chủ yếu là Nhật sẽ quay tổng thể đồ nội thất của con âm ly BMA SA11 và gửi đến mọi người một số cái thông số kỹ thuật chính về cái dòng âm ly này. Và song song trên cái video này thì Nhật cũng có thêm một con âm ly Marantz đời cũng khá là cao nữa, và Nhật sẽ chia sẻ đến cho các anh một số cái thông số kỹ thuật chính và cũng như là về cái mặt chất âm cơ bản chính giữa hai cái thương hiệu khá là nổi tiếng này, để các anh mình có thể lựa chọn một cách phù hợp và khách quan nhất và dễ dàng tiếp cận đến những cái mẫu sản phẩm đời cao cấp, và cũng như là các anh có thể lựa chọn cho mình được một cái mẫu sản phẩm tốt đẹp, và quan trọng là các anh có thể lựa được mình cho mình một cái mẫu sản phẩm nó phù hợp với cái gu âm thanh của mình ha. Dạ rồi, không để mọi người chờ lâu nữa thì Nhật xin phép được vào chi tiết mỗi sản phẩm ạ. Đầu tiên thì Nhật xin phép được chia sẻ sơ về cái mặt chất âm của âm ly Denon ha. Thì tất cả những cái mẫu sản phẩm của âm ly Denon từ phân khúc bình dân cho tới cao cấp á, thì trước giờ Nhật cũng đã có review và chia sẻ khá là nhiều lần rồi. Thì Nhật nghĩ là chắc anh cũng khá là quen thuộc về cái mặt chất âm của Denon rồi ha. Riêng về Denon thì nó sẽ thiên về cái dải âm trầm nhiều hơn so với những cái dải còn lại. Và đặc biệt trên những cái dòng âm ly đời cao cấp và gần như là cuối bản của Denon như là SA11 á, thì mọi chi tiết nó sẽ được gom tắt lại và nhà sản xuất họ chỉ tập trung về cái mặt chất âm thôi á các anh, nên là Nhật nghĩ là những cái con máy này rất là đáng trải nghiệm ha. Và về con SA11 á thì chất âm của nó sẽ trẻ trung hơn và nó sẽ nhẹ nhàng thanh thoát hơn so với những cái dòng âm ly cùng phân khúc và cũng như là cùng tiền nhiệm ha. SA11 nó cũng sẽ còn giữ được cái bản sắc âm trầm và độ chi tiết cực kỳ cao ha. Đó thì từ đó các anh mình có thể lựa chọn những cái mẫu âm ly như thế này về để mình phối ghép hợp với rất là nhiều dòng loa cao cấp nè. Đó là một số cái đánh giá của Nhật và cũng như là của một số khách hàng về âm ly Denon SA11 ha. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có thêm một cái mẫu âm ly của Marantz đời khá là cao, đó là con BM14S1 ha. Thì con máy này thì Nhật cũng cách đây vài ngày thì Nhật cũng đã có review và chia sẻ đến mọi người rồi. Nếu như cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể mở lại cái video đó để xem và tham khảo thêm ha. Thì video này thì Nhật xin phép được chia sẻ về cái mặt chất âm cơ bản chính để các mình dễ dàng lựa chọn ha. Riêng về cái đánh giá khách quan và cũng như là qua cái mức độ trải nghiệm và cũng như là về cái mức độ mà khách hàng có phản hồi lại á, thì về mặt chất âm của Marantz và đặc biệt là những cái dòng âm ly đời cao như thế này á, Marantz thì nó sẽ mang lại cho các anh một cái dải âm sắc bass mid-chest ra cực kỳ đều và nó rất là nhẹ nhàng thanh thoát các anh. Khi mà mình các anh ghép với phù hợp với những cái dòng loa mà mình yêu thích rồi á, thì các anh sẽ trải nghiệm được cái âm hình của nó cực kỳ chuẩn. Đó thì từ đó những cái mẫu âm ly thế hệ cao như thế này, nhà sản xuất họ đã tập trung hết lại những cái gì nó tinh túy rồi, thì các anh yên tâm về cái mặt hình thức và cũng như là yên tâm về cái mặt chất âm ha. Đó thì từ đó các anh mình có thể lựa chọn những cái mẫu sản phẩm này về nghe trải nghiệm cực kỳ tốt với những dòng loa mà các anh yêu thích. Rồi thì riêng về cái hãng Marantz thì nó sẽ có một cái kiểu dáng rất là cổ điển và cũng như là không kém phần sang trọng hết anh. Đó thì các anh có thể nhìn từ xa vào và cũng như là khi mà các anh mua về để trải nghiệm âm sắc, thì ngoài chức năng trải nghiệm âm sắc thì các anh có thể bày trí thêm cho mình một cái không gian tốt đẹp và nó sẽ mang lại cho các anh một cái vẻ hoài cổ và không kém phần sang trọng và tinh tế ha các anh. Đó là một số cái chia sẻ của Nhật về những cái dòng âm ly thế hệ cao của Marantz và cũng như là của Denon. Dạ rồi thì tiếp đến thì Nhật xin phép được quay tổng thể nội thất của con BMA SA11 lần đợt này Nhật về ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái phần ốp lưng của dòng âm ly thế hệ cao ha các anh. Và tình trạng này thì Nhật sẽ quay thật là chậm như thế này, từ góc cạnh và những cái điểm chi tiết cực kỳ nhỏ để các anh mình ở xa thì dễ dàng lựa chọn và dễ dàng đánh giá hơn ha. Đó thì cái mẫu âm ly đời thế hệ cao này nó rất là nặng nha các anh, nhưng mà khi vấn đề vận chuyển về thì nó còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt và cực kỳ đẹp như thế này nè. Đó, các anh có thể quan sát thấy ha. Riêng về phần nắp lưng thì các anh có thể thấy là còn cực kỳ sáng màu và không có dấu hiệu bị trầy xước hay là cắn mốp gì ha. Và đây là cái phần linh kiện, cái sợi dây nguồn mạ vàng kèm theo đúng đời theo máy ha các anh. Đó, tình trạng thì các anh có thể thấy là cái sợi dây mạ vàng của mình còn cực kỳ đẹp nè. Và quan trọng hơn nữa thì Nhật sẽ quay về cái nội thất bên trong của cái phần nắp lưng ha. Đó, các anh có thể thấy là những cái mẫu âm ly mà được Nhật đặt order trực tiếp từ Nhật Bản về và chưa qua sử dụng Việt Nam, ở Việt Nam thì các anh có thể nhìn vào đây để mình đánh giá được ha. Màu nước sơn bên trong này còn rất là trắng và không có dấu hiệu bị ten xét và cũng như là bị ám nhiệt do nhiệt lượng nè. Đó, tình trạng cực kỳ đẹp ha các anh.
Tiếp đến thì mời mọi người vào cái nhân vật chính của mình. Đầu tiên thì Nhật cũng sẽ quay thật là chậm về cái gương mặt này để gửi đến cô chú anh chị nào mình ở xa thì tiện đánh giá hơn trên cái video này cho nó thực tế ha. Đó, thì cái mỏm ly được là Nhật về thì nó còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt các anh, cái gương mặt này. Đó, tổng thể gương mặt và góc cạnh rất đẹp ha, không có dấu hiệu bị cấn mớp hay trầy xước ở chỗ nào hết á. Rất là tuyệt vời ha các anh. Rồi, thì bên trái này thì chúng ta sẽ có một phần logo được in chìm trong cái gương mặt này ha, của Đi Nông ha các anh. Bên dưới này thì chúng ta sẽ có một cái nút công tắc nguồn nè, và các nút cần chỉnh cơ bản như là bass, treble, ba lăng, nút âm lượng cực kỳ lớn như thế này ha. Thì tất cả những cái phần nút của dòng Amply SA11 á, thì nó sẽ được làm một cái nhôm nguyên khối nha các anh. Đó, nó sẽ được đúc nguyên khối nên là nó rất là nặng ha. Và bên trong của những cái nấm volume này á, thì chúng ta sẽ có một cái tán ốc để mình vặn giữ lại ha, chứ mình không thể nào rút ra trực tiếp được. Thì khi các anh muốn rút ra thì các anh có thể sử dụng những cái khóa để mình mở cái khóa này ra thì mình mới lấy ra được ha. Đó, thì từ những cái điểm chi tiết nhỏ như thế này thì các anh có thể đánh giá được cái mẫu âm ly của mình nó cao cấp và nó sẽ được làm rất là tinh tế ha. Phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có thêm một cái lỗ full 6 ly cực kỳ đẹp như thế này nè. Đó, các anh có thể thấy những cái mẫu máy mà được Nhật đặt order về thì còn giữ tình trạng cực kỳ tốt ha. Và gương mặt này thì không có một cái điểm trừ nào hết ha các anh. Rất tuyệt vời ha. Rồi, bên phải này thì chúng ta sẽ có thêm một cái chọn ngõ tín hiệu đầu vào, input selector ha. Và các anh có thể thấy là những cái đường phay xước trên những cái nấm vặn volume này, những cái nấm vặn tín hiệu này còn cực kỳ đẹp ha. Đó, nút power redirect. Và tình trạng còn lại này các anh có thể thấy ha, chữ nghĩa thì mình không có dấu hiệu bị pha chữ và cũng như là bị trầy chữ ha. Gương mặt này rất tuyệt vời ha các anh. Rồi, đây là tổng thể cái gương mặt ha. Rồi, tiếp đến thì mời mọi người vào cái tổng thể cái khoang nội thất bên trong. Nhìn từ xa vào thì các anh có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái phần tăng phô cấp nguồn cực kỳ lớn và nó sẽ được đặt trong một cái mô đâm kính. Nó sẽ được đúc thép nhôm nguyên khối như thế này ha các anh, và nhìn rất là vạm vỡ ha. Đó, thì từ những cái dòng âm ly thế hệ cao như thế này thì các anh có thể nhìn vào những cái linh kiện này thì cũng có thể đánh giá được cái mặt chất âm và cũng như là cái sự bền của mẫu âm ly ha. Rồi, tổng thể cái lường bên trên này các anh, các anh có thể thấy là còn rất đẹp, không có dấu hiệu bị cấn mớp hay trầy xước gì ha các anh, rất tốt ha. Rồi, bên phải này. Đó, bên đây thì chúng ta sẽ có mỗi bên 8 con sò MOSFET ha, và những cái bảng tải nhiệt và cũng như là những cái thanh đồng này. Đó, các anh có thể thấy là còn sáng dớ ha, và linh kiện của mình còn rất là xanh sạch và không có dấu hiệu bụi bặm nhiều ha. Ở phía bên dưới này chúng ta sẽ có mỗi bên 8 con sò MOSFET như thế này, và nó cũng sẽ được phủ một cái khối đồng ở bên ngoài, và các anh có thể thấy là tình trạng của mình còn cực kỳ đẹp ha, không có dấu hiệu bị pha chữ bị lão hóa nè, và cũng như là không có dấu hiệu bị ten xét. Đó, thì con âm ly được mà nhập về nó còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt như thế này hả các anh, rất đẹp ha, không có một cái chuyện nào các anh có thể chê trách được. Rồi, sẽ quay luôn cái phần còn lại nè. Bên trong này thì phần ốc của nó thì Nhật cũng đã có tháo để sẵn ở đây rồi ha. Và ốc thì các anh có thể quan sát còn trắng tinh ha, không có dấu hiệu bị lão hóa ha. Rất tuyệt vời hả các anh. Bò tiếp nhận tín hiệu và cũng như là xử lý tín hiệu của mình còn rất là xanh và cũng như là rất là sạch ha. Thì những cái mẫu máy này về Nhật đưa lên, Nhật quay video luôn nên là Nhật chưa có qua vệ sinh. Nhưng mà cái con máy được này Nhật về thì nó rất ít bụi nha các anh, nó không có bị bụi Nhật bám vào nhiều á. Nên là Nhật nghĩ là con máy này được người chủ cũ họ bảo quản khá là tốt nè. Đó, tình trạng thì các anh có thể quan sát ở đây ha, rất đẹp. Và hai cái tụ lọc nguồn của mình còn cực kỳ phẳng, và nó cũng sẽ được ốp trong một phần khối nhôm nguyên khối như thế này. Đó, nó sẽ giữ cho những cái phần tụ lọc nguồn cũng như là tụ điện của mình nó chắc chắn và nó không có sự rung chuyển ở đây ha. Rồi, tổng thể cái nội thất bên trong rất đẹp ha các anh. Dạ rồi, thì tiếp đến Nhật sẽ quay cái gương mặt phía sau và cũng như là gửi đến mọi người một số cái thông số kỹ thuật chính về cái dòng BMW SA11 này. Dạ rồi, đây là tổng thể cái gương mặt phía sau của con BMW SA11 đợt này Nhật về ha các anh. Và Nhật cũng sẽ quay tổng thể góc cạnh nè. Đó, các anh có thể thấy rất đẹp ha. Không có trên những cái phần RCA của những dòng đời cao cấp thì nó sẽ được làm những cái cọc RCA lớn hết như thế này ha. Và nó bên ngoài thì nó sẽ được mạ vàng. Đó, tình trạng thì các anh có thể thấy là phần mạ vàng của mình chưa có dấu hiệu bị lão hóa và còn cực kỳ sáng màu ha.
từ những cái điểm chi tiết nhỏ như là những cái cầu cống cọc cắm dây mát thì cũng được mạ vàng như thế này nè các anh. Đó, các anh có thể thấy rất đẹp ha. Và dòng cao cấp thì các anh yên tâm về cái mặt chất âm và cũng như là yên tâm về cái linh kiện mà nhà sản xuất làm nên ha. Rồi, về những cái cầu loa này các anh có thể thấy là còn rất trắng ha. Đó, góc cạnh, tổng thể góc cạnh giữa hai bên thì không có dấu hiệu bị cắn mớp nè. Đó, thì những cái mẫu máy này nó rất nặng nha các anh. Đó, thì đợt này nhập về những con máy này thì bên đơn vị vận chuyển họ vận chuyển rất tốt nè. Dạ rồi, thì cái thông số kỹ thuật chính của dòng BMA SA11 này thì nó sẽ sử dụng dòng điện nội địa là 100V và được sản xuất tại Made in Japan luôn ha các anh. Về cái mức công suất tiêu thụ điện thì nó sẽ có cái mức công suất tiêu thụ điện là 380W, và mức công suất ra loa thì chúng ta sẽ có ở trở kháng 8 ohm thì chúng ta sẽ có 120W cộng 120W, còn ở trở kháng 4 ohm thì chúng ta sẽ có 240 cộng 240 ha. Và đây là một cái mức công suất ra loa cực kỳ cao từ cái dòng amply cao cấp như thế này. Thì từ đó các anh mình có thể về phối ghép ghép phù hợp với rất là nhiều dòng loa cùng phân khúc và cũng như là cao cấp hơn một tí xíu ha, để các anh mình trải nghiệm âm sắc tốt và cũng như là rất là hay trên những cái dòng âm ly thế hệ cao này. Giờ rồi thì đầu video đến giờ nhà cũng đã quay rất là kỹ và cũng như là chia sẻ đến một người cái thông số kỹ thuật chính về cái dòng BMA SA11 này rồi ha. Riêng con máy đợt này Nhật về còn giữ được tình trạng cực kỳ đẹp như thế này và nó có kèm theo dây nguồn zin, thì hiện tại bên Nhật đang có mức giá là 36 triệu, và đây là cái mức giá cực kỳ tốt ha các anh. Nó rẻ hơn lúc trước đến 3-4 triệu các anh. Đó, thì riêng đợt này Nhật về được con máy đẹp và cũng như là nó có cái mức giá tốt, nên là Nhật sẽ đưa ra một cái mức giá cực kỳ tốt như thế này để các anh mình dễ dàng tiếp cận và cũng như là dễ dàng sở hữu để mình trải nghiệm âm sắc hay ha. Và đầu video thì Nhật cũng đã có chia sẻ về cái mặt chất âm của những cái dòng máy thế hệ đời cao cấp của các hãng rồi, thì từ đó các anh mình có thể lựa chọn cho nó phù hợp với cái mục đích sử dụng của mình ha, và cũng như là các anh có thể lựa chọn theo cái hình thức của từng dòng sản phẩm và cũng như là từng cái mặt chất âm mà các anh yêu thích đó. Thế từ đó thì các anh mình có thể lựa chọn những cái mẫu âm ly thế hệ cao này về để mình trải nghiệm, nó mang lại cho các anh một cái âm hình cực kỳ chuẩn và cũng như là tuổi thọ linh kiện của nó khá là cao đó. Thì từ đó các anh mình sẽ ghép phù hợp với cái dòng âm ly và cũng như là phù hợp với loa để các anh mình mang lại một cái trải nghiệm âm sắc tốt và cũng như là yêu thích ha. Rồi thì Nhật xin nhắc lại cái mức giá bán của con BMA SA11 này, thì hiện tại bên Nhật đang có mức giá là 36 triệu ha các anh. Và riêng về cái dòng BMA 14S1 này thì Nhật sẽ để một cái phần link mô tả ở phía bên dưới phần mô tả ha, nếu như cô chú anh chị nào quan tâm thì có thể mở ra và xem tham khảo thêm. Đó, thì nếu như cô chú anh chị nào có thêm thắc mắc hay là nhu cầu gì về những cái mẫu sản phẩm bên Nhật thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người ha, hoặc các anh cũng có thể đến tận địa chỉ là số 579 đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 để xem qua cái mẫu sản phẩm và cũng như là mình test cái chất âm của các mẫu sản phẩm trước khi mình xuống tiền. Cuối cùng Nhật xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau ạ.